Chào các bạn, hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn chế biến nướng ai làm cũng được hết, rất là đơn giản. Thì video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn là cái chủ đề là nướng cái con sò vẹo này. Thì con sò vẹo này ở dưới biển thì các bạn nhìn thấy các cạnh nó quẹo ngang bên, ta kêu con sò quẹo, con sò vẹo như vậy. Và sau rồi chúng ta sẽ rửa nó cho nó sạch những cái sình đất, mua về nó rất là dơ, và ta đậu nó ra. Thì đây là hình của con sò vẹo các bạn nhìn thấy. Thì nãy giờ tôi đã rửa đã sạch thì tôi sẽ đổ nước nó đi, và rửa lại thêm 2-3 lần để cho nó sạch những cái sình. Sau đó là tôi sẽ làm một cái gia vị, đó là mỡ hành. Xắt nó ra nhỏ nhỏ như thế này. Thì tôi đã xắt xong cái mỡ hành này, và sau đó các bạn sẽ cho vào một miếng dầu ăn. Thì đây là hiệu dầu ăn Cái Lân. Thì tôi cho vào một miếng dầu ăn. Thì làm cái việc này là chút nữa là chúng ta sẽ nướng con sò vẹo đó, và chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào và mỡ hành này vào để cho nó thơm. Và sau đó chúng ta sẽ bắt lửa than lên. Thì ở đây nhanh gọn lẹ nhất là dùng cái dĩ để nướng thịt, và sau đó ta bỏ than lên và ta sẽ bắt lên đốt nó. Và sau đó ta sẽ lấy lửa than là ta bỏ ở những nơi mà chúng ta cần vị trí để nướng con sò vẹo này, hoặc là có cái lò thì chúng ta sẽ bỏ vào nướng. Ở đây thì tôi sẽ bỏ trên nền gạch.